Cái khu mộ này 17 độ, tọa đinh hướng quý. Mà trong khi đó cái lối cục thế đất ở đây, ở phương vị trí của phương hợi sát khí. Bây giờ rộng lớn, tức là hiện trạng, hiện trạng thì nó là cái sát khí, cho nên thành ra là với mà chỗ này quá là nó thấp trũng ấy, cho nên thành ra là để đây là không ổn. Cái này làm như này thì con cháu ly tán hết. Đấy. Anh em thì sẽ không thể nào mà thuận hòa được. Vâng. Do là cái này lập hướng Bắc. Vâng. Tại thiên thành tượng, tại địa thành hình. Vâng. Tức là ở dưới này bắt đầu nó hình thành các cái thế cục, tức là hình thành cái địa hình như thế này rồi. Kể cả trước đây nó có là một cái khu lớn hay như nào đi chăng nữa, mà khi mà bước vào trong cái khu vực này thì có cái mùi hôi thối nó bốc lên ấy. Thì cốt để ở đây thì nó là rất là hung họa. Cho nên cái việc mà chuyển rời là tất yếu. Cho nên nghĩa là bây giờ mình ra cái chỗ mới. Chứ chỗ này thì không ở được, không xem.